Cách hiệu chỉnh tường trong Livit. Thì đầu tiên là ta mở cái mô hình Livit lên. Rồi, sau đó ta muốn hiệu chỉnh bức tường nào thì ta chọn bức tường đó. Ở đây chẳng hạn như ta chọn bức tường này. Ta cho, đây, mở mô hình lên, ta chọn bức tường này đi. Và ta cho bức tường này nó lên đụng cái tặng máy luôn, đụng cái ép máy luôn. Thì ta attach ra này. Chọn bức tường này và ta attach này. Attach này, attach top này. Đó, ta cho nó lên đụng cái máy này. Đụng cái máy này, đó. Thì bức tường bây giờ là nó lên đụng cái máy. Bây giờ ta muốn tạo cái tạo những cái log file cho nó, hay là ta đục cái bức tường này cho nó tạo những cái khung tường hay là khung tranh cho nó này. Chẳng hạn như bây giờ ta chọn bức tường này và ta edit log file của nó này, edit log file đó. Rồi ta edit log file, bây giờ ta chọn cái khung, ta muốn vẽ cái khung này, chẳng hạn ở đây vẽ cái khung này đó, khung này đi đó, hoặc là ta vẽ cái này, cái đây, cái hình tròn, cái hình này đó, hoặc là ta vẽ cái hình tròn đây đi, đây. Rồi, bây giờ ta bấm là Finish. Finish. Đó, xong. Tiếp theo là bây giờ mình vào đây, ta copy nó. Này, đây, ta đã chọn rồi này. Đó, là đó, thì ta đã tạo những cái khung này. Bây giờ là bây giờ thì tiếp theo nữa là mình tạo một cái bề mặt bên trong. Bề mặt bên trong hiện tại là nó đang rỗng này, nó đang rỗng. Ở đây thì ở đây ta vào cái section box này coi thì nó hiện tại là nó đang rỗng đây, section box này đó. Thì ta coi cái này đây, kéo vào này, kéo vào cái nữa đây. Hiện tại này ta thấy là nó đang rỗng này. Này. Ở đây thì đây này, do là chỗ này này nó có cái bữa hôm trước là cái lớp này là cái lớp sơn mình tạo hôm trước á. Thì thực tế là nếu mà không có cái lớp sơn này á thì hiện tại là bức tường đang lỏng này. Đó, hiện tại là nó đang rỗng như thế này, sau khi mình edit nó rồi thì nó rỗng như thế này. Đây, hiện tại là nó đang rỗng. Bức tường này là sau khi mình tạo cái khung tranh thì nó đang rỗng như thế này. Mà hiện tại mình thì tức là cái khung tranh thì nó không thể rỗng như thế này được. Cho nên á mình phải tạo một cái lớp tường ở bên trong của nó. Thì bây giờ mình chọn bức tường này. Đó, ta chọn bức tường này. Và ta copy nó. Ta copy này. Đây, copy. Copy này đó, và sau đó mình bắt á, bắt thì ta vào cái chỗ là Ali to someplace này đó, ta bắt chính, tức là bắt tại cái vị trí đó luôn. Ta copy và ta bắt tại vị trí đó đó. Rồi tiếp theo bây giờ thì ta tiếp tục ta edit lần nữa.
Bây giờ chọn nè, edit log file này, edit log file, đó, edit log file, đó. Thì bây giờ đó, là mình sẽ tạo những cái khung tranh cho những cái ô này. Thì bây giờ ta giữ cái ô này lại và cái chỗ phần bức tường này thì ta bỏ đi, bỏ phần này đi, bỏ phần này đi, bỏ phần này đi và bỏ đi, đó. Thì bây giờ ta chỉ còn lại cái khung tranh của những cái khung này thôi và ta finish nè. Đó, rồi use on element này, đó. Đó, tiếp theo nữa là mình sẽ tạo cái bề dày cho những cái khung này. Thì bức tường của mình là 200 thì những cái bề dày cái khung này mình chọn là 100 thôi. Tôi vào đây ta chọn này, chọn bề dày của tường này, chọn bề dày của tường là 100. Đó, rồi bây giờ ta coi này. Đó, thì hiện tại là nó đã có những cái bức tường 100 là tạo cái nền bên trong. Bây giờ mình là sơn nó đi, sơn cho dễ hình dung này. Ta sơn thì ta vào là ben này, ben đây, ben và ben này. Đó, thì bây giờ ta chọn sơn cho nó đi, chẳng hạn như là ta sơn cái này đây, chọn sơn này đây, ta ben nó vào đây. Đó, đó, hoặc là đây ta chọn cái này đi. Đó, rồi. Đó, bây giờ thì ta nhìn thấy này, đâm nó đi. Rồi, đó, là ta đã tạo những cái khung tranh như thế này. Này, nhìn thấy là nó có cái khoảng này, cái khoảng nó âm vô tường là 100. Đó, âm vô 100 này. Đó, tiếp theo nữa là mình sẽ tạo những cái chỉ cho cái khung tranh này. Tạo chỉ cho nó, thì ta tạo cái chỉ cho nó này, thì có thể là mình vào là adjuster này, ta vào là component này, vào model inlay này. Đó, và ở đây thì mình tạo chỉ cho tường thì ta vào là wall này. Đó, ok. Và cái này thì mình đặt tên cho nó, chẳng hạn như đây là ta ghi là chỉ tường này, mình đặt tên là vị chỉ tường này là chỉ tường đầu tiên 0102 gì tùy mình. Rồi, chọn là 0101. Đó, cái tên thì từ mình đặt tên gì đó. Rồi, ok. Sau đó mình chọn vào cái đường dẫn này, là ta vào switch này. Switch. Đó. Rồi, ta chọn là bit bắt này. Đó, chọn bit bắt. Đó. Thì mình chẳng hạn ở đây là ta tạo chỉ chỗ này. Đó, rồi đó là ta bích nó vào đây, rồi ta finish này. Đó, rồi bây giờ mình chọn cái log file, đây là cái log file này, ta chọn cái log file này, edit log file này. Đó, thì mình chọn cái log file cho nó ở đây, thì ta edit log file cho nó này. Đó, thì cái log file này mình có thể mình tự tạo, mình tạo cái gì đó đây dựa vào các cái công cụ này, như là line này hay là những cái đường này nè, thì mình tạo cho nó hình dạng, hoặc là mình có sẵn cái log file, chẳng hạn như là ở đây mình có sẵn cái log file thì ta lấy cái log file có sẵn này, cái log file chẳng hạn như đây, hoặc là mình tạo cái log file cho nó dựa vào đây, dựa vào cái đường line này, này mình tạo cái log file cho nó này, đây này. Đó, chẳng hạn đây ta cho nó là 400 đi lên là đây. Đó, và ta finish đó, ta finish này. Đó, rồi ta finish lần nữa này. Đó, thì nó hiện tại là nó tạo thành cái chỉ như thế này, nhưng mà nếu mà mình không thích cái chỉ này á, mình edit đó, mình điều chỉnh cái chỉ này, mình edit này. Ok, ở đây là có thể là tạo cái, chọn cái vật liệu cho nó ở đây, nhưng mà đây này thì mình tạo cái vật liệu gì đó, chẳng hạn như là đây, màu sắc này cũng được. Rồi, ok. Đó, rồi finish. Ở đây thì
mình có thể là chọn một là mình tạo cái chỉ này, còn nếu không thì ta có sẵn cái drop file thì ta thay đổi cái đó, nên ta chọn vào đây này, đó, chọn vào đó thì ta edit này, edit drop file này, edit thay đó này, đó, thì mình ở đây ok rồi đó. Rồi tiếp theo là ta tạo cái chỉ ở trên, chỉ trên cũng làm tương tự. Ở đây chẳng hạn như là ta vào là acceptor này, chọn component này, model này, in play này đó, và bây giờ ta làm lại lần tiếp theo là ta cũng chọn là war và ok. Thì là tên như nó, chẳng hạn đây là chỉ trên, chẳng hạn chỉ trên cho là 0.02 đi, ok. Rồi ở đây thì mình chọn cái đường dẫn là switch này, switch đó, và ta chọn cái cách vẽ ở đây là bit, ta bit đó, bit bắt này đó, chọn đây đó. Rồi ta finish đó, đây finish này. Rồi ở đây thì mình có thể là mình chọn cái log file, log file chẳng hạn như là đây, chẳng hạn như ta chọn log file, log file này là mình đã tạo ra trước, và ta vào cái metric log file tạo cái log file ra đó, chọn log file này. Rồi ở đây thì mình có thể điều chỉnh cái thông số gì đó, còn nếu không thì ta giữ nguyên, sau đó ta finish thôi, finish này đó. Rồi sau khi có cái chỉ này rồi thì mình có thể điều chỉnh lên tí xíu. Đây là về vật liệu này, chẳng hạn như đây là material này đó, là chỉnh vào đây, chọn vào đây đó, thì mình có thể là mình cho cái màu sắc, chẳng hạn như là màu này, có thể là mình cho màu xanh, hay là ta đặt tên lấy cái vật liệu khác, chẳng hạn là đây cái đây ta duplicate lên này, phải chuột duplicate đó, và đặt tên nó là chỉ trên 02, chỉ trên cái tên này thì đặt tên gì cũng được, 02. Rồi và ta chọn màu sắc cho nó này, màu sắc này chẳng hạn như mình cho nó là cái màu màu này đi, màu cam này đi, màu xanh cũng được. Rồi ok, apply này, ok đó. Rồi xong rồi ta finish đó. Rồi đó, như vậy là mình đã edit cho bức tường, là ta tạo cái khung tranh đó, và ta tạo cái bề mặt của một cái khung tranh này. Đó, nó có cái khoảng lõm vô này đó, và ta tạo chỉ cho nó, chỉ cho cái khung này. Rồi sau khi mình làm xong rồi thì đó, sau khi ta đã tạo xong rồi thì bây giờ ta có thể là mở lại cái edit box này, session box này đó, còn nếu không là xong ha. Rồi nó mình đóng lại. Đây, tôi vào load này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.